Xin chào mọi người, Chris Garner đây. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói tôi là một người thành đạt, nhưng thứ mà tôi theo đuổi chưa bao giờ là tiền bạc. Mặc dù nó là một phần thiết yếu để thiết lập một cuộc sống tươi đẹp, cha mẹ tôi không cho tôi được nhiều thứ, nhưng họ đã khiến tôi tin rằng sống ở trên cuộc đời này, điều quan trọng nhất là hạnh phúc. Và sau đây, tôi muốn chia sẻ về hành trình tìm đến hạnh phúc của mình. Đó là một hành trình không dễ dàng. Tôi quyết định lập gia đình ở độ tuổi 23 với một cô gái tên là Linda, và chúng tôi có một đứa con trai là Christopher. Cuộc sống gia đình nảy sinh nhiều chi phí không tên, khiến những kế hoạch kinh doanh cứ nảy ra trong đầu. Tôi quyết định đầu tư vào một chiếc máy. Nó là một chiếc máy tiên tiến của y học, giúp cho các bác sĩ có thể soi xương bệnh nhân một cách thuận tiện hơn một chút, nhưng giá thì đắt gấp đôi. Tôi cố gắng sale sản phẩm của tương lai, nhưng hóa ra tương lai của tôi mới là thứ đáng báo động. Tôi đã hoàn toàn không hiểu các bác sĩ, họ không cần một cái máy như vậy, hoặc ít nhất là chưa cần. Vì cuộc sống bộn bề, tôi và vợ phải gửi con đến một nhà mầm non của người Hoa. Chào ông, tôi muốn ý kiến về việc chữ happiness ở đây viết sai chính tả. Ni shu shi mo? Chữ y dài trong chữ happiness này phải là chữ y ngắn mới đúng. Nếu chữ của Papa. Và một ngày như mọi ngày đi làm, tôi ôm chiếc máy đợi xe bus với hy vọng nhận được một chiếc gật đầu. Và như màu da của mình, tôi hơi đen. Sự đen đủi không chỉ đến từ việc khách hàng blue trắng từ chối. Các bạn có nhìn thấy chiếc xe đó không? Nó đã bị khóa vì đậu xe lung tung. Đó chính là lý do khiến tôi phải di chuyển bằng bus. Và nếu tôi bán được một chiếc máy, chỉ một chiếc nữa thôi, ghế chờ xe bus sẽ ít đi một người da đen. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. Thực tại thì tôi thậm chí còn đang cãi nhau với vợ rằng ai sẽ là người đi đón con. Vì cả hai đều bận, chiếc xe của tôi đã được đưa đi và trông nom bởi chính quyền. Tối hôm đó, như bao buổi tối khác, chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Tôi nhìn thấy một món đồ chơi mới của Christopher, một người đồng nghiệp của vợ tôi đã tặng nó. Nó có tên là Rubik. Quy tắc trò chơi này chỉ có hai chữ: cùng màu. Tôi vừa chơi Rubik, vừa đứng cãi nhau với vợ về tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền thuế và tiền đình. Nhìn một cách tích cực thì tôi là một người có thể làm việc multitask. Ngày mới đã tới, ôi háo hức quá. Đi chào hàng tiếp nào. Trên đường đi làm, tôi vô tình cảm nhận được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của những người quanh đây, thứ mà có vẻ như tôi không có. Và tôi quyết định rằng sự rạng rỡ đó phải là thứ hiện lên trên khuôn mặt của mình những ngày sau này. Nhưng trước mắt thì tôi lại tiếp tục cãi nhau với vợ. Linda, anh nghĩ rằng mình sẽ làm môi giới chứng khoán. Em nghĩ là anh nên làm Captain America. Anh đang cố gắng từng ngày. Em bị khiếm thị hả Linda? Tôi đã làm việc như một con chó đúng nghĩa đen trong 4 tháng qua. Anh thì không à? Hay là vì anh là đàn ông nên tất cả là lỗi của anh? Hãy bán những cái máy chết tiệt đó đi Chris. Tôi không muốn. Mà thôi, bỏ đi. Khi gặp những áp lực, chúng ta hay có những hành động thiếu suy nghĩ. À không, phải gọi là ngu. Tôi nhờ một cô gái đang kiếm tiền trên phố trông hộ chiếc máy bằng sinh hoạt phí cả tháng của mình với giá $1. Tôi vào trong tòa nhà mà mình đã nộp đơn xin làm thực tập viên môi giới tài chính. Đang trong giây phút phỏng vấn căng thẳng, tôi phát hiện ra điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cô gái đáng tin kia đang cầm chiếc máy của tôi và chạy như một vận động viên điền kinh. Christopher Paul freaking dumb Garner đuổi theo sinh hoạt phí của mình, và quý cô kia đã lên tàu điện ngầm cầm theo cả tiền nhà tháng này của tôi. Quay lại với câu chuyện thực tập viên môi giới, chỉ 20 người được nhận và một người thành nhân viên chính thức. Đó là lý do tôi phải cạnh tranh thật sự gay gắt để trở nên nổi bật nhất. Thật ra tôi nổi bật thật khi là người giỏi những con số, và tôi cần gặp trưởng bộ phận nhân sự của công ty để show cho ông thấy điều đó, nhưng ông ta quá bận rộn. Trên đường đi về, tôi gặp lại cô bé trông đồ hôm qua, và hôm nay thì vận động viên điền kinh huy chương vàng Olympic cũng không thể là đối thủ của tôi nữa rồi. Cảm ơn đã giữ hộ cái máy, em gái. Tuyệt vời, KPI hôm nay là bán một cái, và giờ tôi thậm chí còn có hai cái chưa bán được. Hôm nay là sinh nhật của một thiên thần, con trai tôi, Christopher. Tôi tặng nó một quả bóng rổ và tặng cho vợ tôi thêm một lý do để rời đi. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm cãi nhau nữa. Nhưng tôi chẳng có thời gian để mà buồn. Ngày mới lại tiếp tục, tôi phục kích ông trưởng phòng nhân sự hôm qua. Và cơ hội đã đến, ông phải đi taxi đến một địa điểm chết tiệt nào đó. Tôi tự hỏi tại sao không đi cùng nhỉ? Chút ít thời gian trên taxi là đủ để tôi thể hiện bản thân mình. Ông ta không hứng thú với những gì tôi nói và chỉ ngồi đó chơi Rubik. Khoan đã, đó chính xác là trò Rubik tôi đã từng chơi. Tôi hoàn thành trò chơi hình vuông đó trong quãng đường mà quý ông kia đi. Chắc đó là điều ấn tượng nhất mà tôi có thể làm với trưởng phòng nhân sự của mình. À không, phải nói là trưởng phòng nhân sự tương lai. Ông ấy đến nơi mình cần đến, còn tôi thì không có tiền để trả taxi. Một lần nữa, hóa vai vận động viên điền kinh Olympic, tôi chạy trốn. Làm việc xấu ắt gặp quả báo. Tôi đánh rơi chiếc máy khi đang cố vào tàu điện ngầm. Nó được nhặt bởi một ông cụ vô gia cư. Nhưng các bạn biết điều gì vui hơn không? Vợ tôi gọi và nói rằng cô ấy sẽ ra đi. Cô không được mang con tôi đi. Tôi gào to hơn cả cơn mưa chiều mùa hạ oi ả, rồi hớt hải trở về nhà. Nhưng điều mệt mỏi nhất là chẳng còn thấy ai đang rối bời
Ông trưởng phòng nhân sự gọi tới và đọc cho tôi số điện thoại của nhân sự để tiến hành phỏng vấn. Như tôi đã nói với các bạn, tôi giỏi các con số nên đã ghi nhớ nó. Vì nhà không có một cái bút, tôi phải chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất để ghi những thứ mà tôi nhớ trong đầu. Một ngày thật dài, nhưng như tôi đã nói, ngày mới lại tới. Tôi gặp vợ mình trên đường đón con. Đừng bao giờ nghĩ đến việc đem Christopher đi, nghe chưa? Cô muốn đi lắm đúng không? Đúng, tôi muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Đèn xanh kìa, anh chính là người lôi gia đình chúng ta đến tình cảnh này. Cô quá yếu đuối, suốt ngày gào khóc như một đứa trẻ. Tôi không hạnh phúc nữa Chris, tôi mệt mỏi quá rồi. Đi đi, tôi nói đèn xanh kìa, nhưng Christopher phải ở với tôi. Và rồi tôi đến đợi Christopher tại nhà trẻ. Mẹ đâu hả bố? Mẹ bận rồi con yêu. Sao mẹ nói hôm nay sẽ đến đón con mà? Bố không biết đỡ con trai. Cơn mưa thỉnh thoảng cũng bất chợt mà. Tối đến, tôi nấu ăn cho con trai mình. Hôm nay thực đơn có gì nào? Bít tết, bánh mì và hóa đơn tiền nhà chưa đóng. Vừa nói tào tháo, chủ nhà xuất hiện. Anh Gardner, tôi muốn nhận tiền nhà của mình. Một người bố như tôi chỉ biết lôi đứa con nhỏ ra để làm lý do trì hoãn. Và chúng tôi có thêm một tuần. Tôi dạo này được gặp rất nhiều người. Và sáng hôm sau là cảnh sát. Họ nói về việc tôi phải đóng đống vé phạt đỗ xe sai quy định. Không thì xe tôi sẽ ra đi như cách mà vợ tôi vừa làm. Tôi mặc bộ quần áo nhem nhuốc dính đầy sơn của mình ở đồn công an cả đêm. Vì họ bảo tôi phải ngồi đây và chờ đến 9 rưỡi sáng mai để hoàn thành các thủ tục. Nếu không sẽ bị giam lại. Các bạn biết điều gì thú vị không? Sáng mai tôi có cuộc phỏng vấn thực tập sinh chứng khoán. Tôi phải làm một điều vô cùng nhục nhã là nhờ vả vợ mình. À không, lúc này phải gọi là vợ cũ đón Christopher. Sáng hôm sau cuối cùng cũng đã tới. Tôi không có thời gian để khoác lên cho mình bộ quần áo lịch lãm và đi phỏng vấn với áo ba lỗ dính sơn và quần jean. Thật ra thì cũng lịch sự đấy chứ nhỉ. Tôi vào phòng phỏng vấn, tay bắt bật mừng với tất cả các đại biểu, rồi tự tin như sắp tranh cử tổng thống với Donald Trump. Vừa đến đây từ cái rạp xiếc nơi anh làm part time à? Nói điều này có vẻ khó tin, nhưng tôi vừa chạy thẳng đến đây từ đồn công an. Tôi ngồi ngoài kia và nghĩ ra đủ mọi câu chuyện logic để hợp lý hóa trang phục mà mình đi phỏng vấn hôm nay. Rồi tôi bước vào đây và tự hỏi, tại sao không nói những gì đã thực sự xảy ra nhỉ? Cái gì dính trên mặt anh vậy? Sơn à? Nó khô chưa? Đúng, tôi đã sơn tường hôm qua vì không trả nổi tiền thuê nhà. Vì sao anh phải tới đồn cảnh sát? Vì không trả tiền vé phạt đỗ xe. Chris, nếu anh là tôi, anh có thuê một người dính đầy sơn trên mặt và thậm chí còn không mặc nổi một chiếc áo sơ mi khi đi phỏng vấn không? Lỡ quần anh ta đẹp thì sao? Và cả căn phòng bỗng cười phá lên sau sự tự tin của một người chẳng còn gì để mất. Trưởng phòng nhân sự của tôi sau đó không quên chúc mừng màn phỏng vấn rất ấn tượng của một thằng chết trôi. Thực tập sinh, không lương, mơ hồ về cơ hội chính thức. Mission complete. Và nếu tôi không được nhận, sẽ mất 6 tháng mới có thể nộp đơn xin việc ở công ty môi giới tài chính khác. Tôi về nhà đợi vợ cũ mang Christopher tới. Tối hôm đó là lần cuối cùng tôi thấy Linda. Cô ta tới New York, hoặc ít nhất là cô ta nói như vậy. Nói với con rằng tôi yêu nó được chứ. Thời hạn một tuần trôi qua, chúng tôi đã phải chuyển đến nhà nghỉ để ở. Tuy Christopher không nói gì, nhưng nó biết gia đình nó đang không ổn. Hôm đó là thứ bảy. Tôi nhận ra lâu lắm rồi tôi không chơi với con trai mình. Tôi chơi bóng rổ với cậu nhóc để tạm quên những điều tiêu cực gần đây. Này con trai, đừng bao giờ để ai đó bảo mình rằng con không làm được điều gì đó. Mày có thể nghèo về vật chất, nhưng không được nghèo về giấc mơ. Muốn gì, đến và giành lấy nó. Hết, không than thở, không đổ lỗi. Thế sao bố không giành được tình yêu của mẹ nữa? Hết giờ chơi rồi đi về thôi. Ông trời không phụ người có lòng. Cuối cùng tôi cũng bán thêm được một chiếc máy. Tôi sau đó đến công ty để nghe phổ biến thêm về công việc của mình. Về cơ bản, những thực tập sinh sẽ được phát một quyển sách để học những kỹ năng cần thiết cho ngành tài chính, thực hiện các cuộc gọi với khách hàng tiềm năng. Nhiều cuộc gọi nghĩa là nhiều khách hàng. Nhiều khách hàng nghĩa là nhiều tiền cho công ty. Và quán quân sẽ trở thành nhân viên chính thức. Đang trên đường về, tôi gặp ông vô gia cư đã cầm chiếc máy của mình lúc ở ga tàu điện. Và điền kinh vẫn luôn là thế mạnh của tôi. Chiếc giày chết tiệt, đâu rồi? Anh mất một chiếc giày kìa. Bố mất một chiếc giày kìa. Một ngày mới lại tới. Như thường lệ tôi đến sớm và làm những việc quan trọng như mua cà phê, bánh donut cho quản lý. Cảm giác bị đánh giá thấp và coi thường. Các bạn chắc là hiểu đúng không? Rồi 4 giờ phải bắt xe bus để kịp đón Christopher tại nơi thậm chí còn không đánh vần được từ hạnh phúc. Tiếp theo là về chiếc nhà nghỉ ở tận bên kia thành phố, nơi mà dĩ nhiên tôi vẫn chưa có tiền đóng trọ. Ngày hôm sau, mọi thứ lặp lại. Mọi ứng viên đều ở công ty đến 7 giờ tối. Còn tôi thì có Christopher nên phải về sớm, nhưng vẫn phải hoàn thành lượng công việc tương đương những ứng viên khác. Tôi quyết định không cúp máy giữa những cuộc gọi, không uống nước nên không buồn đái. Sau nhiều cuộc gọi không đến đâu, thì có một cuộc gọi đã đưa tôi đến cơ hội. Tôi cuống cuồng chạy đến nơi có cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng thì... Chris! Chris! Anh có thể đậu chiếc xe của tôi được không? Tôi... Anh cần xoay chìa khóa một chút vì ổ khóa bị kẹt. Cảm ơn.
Và thế là tôi đã lỡ buổi hẹn đó, cộng thêm một phiếu phạt đỗ xe sai quy định. Nhưng tôi không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Tôi tự tìm cho mình cơ hội khác khi tìm đến nhà khách hàng tiềm năng với Christopher, vì tôi biết rõ rằng ông ta chuẩn bị đi xem bóng bầu dục. Hai gia đình có cuộc dự khán bóng bầu dục khá vui, nhưng mục đích của tôi thì không đạt được. Sau 4 tháng, tôi đã biến hết đống máy tồn kho thành dollar. Cuộc sống tưởng chừng như màu hồng từ đây, cho đến một ngày, chính phủ gọi cho tôi một gáo nước lạnh. Họ thò tay vào tài khoản ngân hàng và lấy đi tất cả số tiền tôi đang có, không cảnh báo, không gì hết. Tất cả chỉ vì không đóng thuế. Đúng lúc này thì trả tiền cho tao, không thì mày sẽ sống không bằng chết. Tôi đi đòi 14 đô đã cho một gã ất ơ nào đó vay và hắn không trả. Đang ngồi thần thơ ở công viên, tôi lại bắt gặp được ông già vô gia cư cầm chiếc máy của mình. Và lần này thì không thể nào bắt hụt được nữa. Bán được nó là hy vọng cuối cùng để bố con tôi không trở thành ông già kia. Nhưng chiếc máy bị hỏng nên chưa thể bán được. Tối hôm đó, tôi và Christopher về nhà nghỉ, nhưng ổ khóa đã thay. Chúng tôi lang thang ở ga tàu điện ngầm vì không trốn dung thân. Bố ơi, ông già vô gia cư đó bảo đây là cỗ máy thời gian, có đúng không? Đúng vậy con trai, nhắm mắt vào đi. Thấy không, con trai, chúng ta đã về thời tiền sử. Khủng long kìa, cẩn thận bố ơi, đừng dẫm vào lửa, con đang lạnh run lên rồi đây này. Đúng đúng, vì chúng ta là người tiền sử nên cần một chỗ ẩn náu. Đi theo bố. Và rồi tôi dẫn con trai mình vào phòng vệ sinh, trải giấy vệ sinh ra để nằm ngủ. Bố xin lỗi con. Nhờ một người phụ nữ, tôi biết được một chỗ ở cho người vô gia cư miễn phí, Glide. Xếp hàng ở đó thật dài. Tối hôm đó, sau khi đưa thằng bé đi ngủ, tôi cố gắng sửa chiếc tiền sinh hoạt phí tháng này, kết hợp với đọc sách để tăng phần trăm cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Tôi học cách kết thúc công việc mình thật sớm để còn có thời gian được xếp hàng ở Glide. Bố ơi đợi con. Chạy nhanh lên Christopher. Captain của con, bố ơi. Im lặng Christopher. Chúng tôi lên kịp chuyến xe bus, thêm một ngày nữa không phải ngủ ngoài đường. Ngày hôm sau, tôi có bài kiểm tra kiến thức ở công ty và như một thói quen, tôi hoàn thành nó sớm để về xếp hàng. Nhưng hôm nay không phải là một ngày may mắn, Glide đã kín phòng. Tôi đi hiến máu để có thêm chi phí trang trải, một chút đồ nghề để sửa cái phí sinh hoạt cả tháng. Tối hôm đó, Christopher hỏi, có phải vì con mà mẹ bỏ đi không bố? Không bao giờ được phép nghĩ như vậy nghe chưa? Trong đêm hôm mò mẫm, chiếc máy cuối cùng cũng sửa được, 250 đô được cộng vào ví. Và rồi cũng có một chỗ ngủ tử tế. Ngày cuối cùng của kỳ thực tập rồi cũng đến, tôi được gọi vào văn phòng để thông báo kết quả. Ít nhất thì ngày cuối cùng tôi cũng mặc một chiếc áo sơ mi tử tế phải không? Anh nghĩ sao nếu ngày mai tiếp tục mặc một chiếc áo sơ mi khác? Nước mắt không thể kìm được rơi xuống từng giọt. Tôi bắt tay từng người một và cảm thấy vô cùng biết ơn. Chặng đường hạnh phúc của tôi chính thức bắt đầu từ đây. Những tia sáng hy vọng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi là Sâu Hội Linh, còn bây giờ thì... See ya!